trong gương gương nóng của mình kia, trong mắt anh ta chẳng qua chỉ là con sâu con bọ mà thôi. Anh nhất định sẽ khiến kẻ đã giết hại con gái tự mình nói ra toàn bộ hành vi phạm tội. Bởi vì bây giờ còn có một công tố viên trung ương giúp anh. Lúc này thám tử Hoa nhận được điện thoại của công tố viên trung ương. Nhóm người bọn họ lập tức tiến hành lục soát nhà vệ sĩ. Cũng đã tra ra được số tiền 3 tỷ đương nghệ sĩ đen chiếm được khi có nguồn gốc từ tài khoản của thư ký Sim. Anh lập tức ra lệnh triệu tập thư ký Sim. Nhìn những bức ảnh đặt trên bàn em thì rằng nhất định sẽ bắt được Song Jun đưa về quy án trước ngày tổng tuyển cử. Nếu như anh ta vẫn không chịu hành động thì cô sẽ đưa đời. Song Jun nói tối nay mình sẽ ăn cơm cùng thủ tướng. Ngày mai anh ta chắc chắn sẽ cho cô một đáp án khiến cô hài lòng. Thế nhưng thư ký Sim nhớ ra việc bố vợ anh ta rõ ràng đã hẹn với thủ tướng vào tối nay. Xem ra người nghị sĩ trước mắt đã vứt bỏ cô rồi. Anh ta lúc này chỉ đang tìm cớ thoái thác mà thôi. Thư ký Sim lập tức tới tìm chủ tịch xem. Cô nói ngày mai cô sẽ đi tới viện kiểm sát để tiếp nhận điều tra. Cô mong ông ta có thể giúp mình. Cô có thể giao ra điện thoại có chứa chứng cứ hối lộ của Song Jun. Ông ta có thể dùng chiếc điện thoại đó để uy hiếp. Nếu như Song Jun tranh cử thành công thì anh ta sẽ trở thành nô lệ của chủ tịch Seo. Thế nhưng chủ tịch Seo lại chẳng quan tâm điều đó. Ông ta cảm thấy một video hối lộ căn bản chẳng thể giúp ông ta khống chế được con rể. Hết cách, thư ký xin lập tức nói ra chuyện Song Jun đã xúi giục giết người. Sau đó chủ tịch Seo gọi con rể tới phòng. Ông ta nói mình đã chuẩn bị xong kiến nghị cho việc tiến thiết kinh tế Hàn Quốc 5 năm tới, nói rằng những kiến nghị này cực kỳ có lợi đối với công ty nhà bọn họ. Ông ta còn chuẩn bị cả danh sách chờ cho các vị trí thủ tướng. Thế nhưng Song Jun lại bảo ông ta hãy công bố video hối lộ của mình ra đi. Bản thân anh ta muốn vào nhà xanh vì đó là mơ ước của anh ta không muốn trở thành công cụ của bố vợ. Bản thân chẳng qua chỉ đưa hối lộ mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ bị phạt tiền trên dưới 7 triệu won. Ôi trời, thế tội giết người thì bị phạt mấy năm nhỉ? Từ